Mới đây, trong triển lãm 100 năm Bùi Xuân Phái, tranh Văn Dương Thành và Thế hệ nối tiếp, 50 bức tranh của các họa sĩ nhí đã có mặt. Với niềm đam mê bất tận với hội họa, những bức tranh của các em đã truyền tải được những thông điệp cái thần của danh họa Bùi Xuân Phái. Cậu bé Nguyễn Quang Minh, 15 tuổi, học vẽ từ khi còn nhỏ, nhưng đến năm 2017, mình mới bắt đầu được học họa sĩ Văn Dương Thành. Với cậu bé này, vẽ như một mảng màu thú vị và tươi sáng của cuộc sống. Theo chia sẻ của họa sĩ nhí này, mỗi khi cầm cọ, cậu cảm thấy đầy tự tin và như được bước vào thế giới sáng tạo của riêng mình. Em cũng đã thích vẽ từ lâu rồi. Không ngờ có cơ hội lại được học bác Văn Dương Thành. Từ cái việc học bác cho nên là cũng đã nảy sinh thêm tình yêu cho hội họa. Còn đối với cô bé Nguyễn Linh Chi, 12 tuổi, bắt đầu học vẽ từ năm 8 tuổi với họa sĩ Văn Dương Thành. Họa sĩ là người thầy đầu tiên và duy nhất của nữ họa sĩ nhí này. Đối với Thủy Chi, màu sắc là một phương tiện để cô bé thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính riêng của mình. Với phong cách hội họa theo trường phái ấn tượng, dù còn nhỏ nhưng Chi đã được hơn 30 tác phẩm và tham gia 2 cuộc triển lãm tranh. Thứ mà đã bác truyền cảm hứng cho con nhiều nhất đó là kiểu cảm xúc khi vẽ, là cách để vẽ như thế nào để truyền tải được cho người xem và vẽ như thế nào để thể hiện được cá tính của mình. Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm Bùi Xuân Phái nên là hầu hết là sẽ về phố cổ Hà Nội và bác Bùi Xuân Phái. Nguyễn Quang Minh và Linh Chi được cha mẹ bồi dưỡng và phát hiện khả năng hội họa từ khi còn nhỏ, do cả hai bạn đều đam mê vẽ. Mỗi lần cầm đến cây bút là các bạn vẽ hết thứ này đến thứ khác theo sự sáng tạo của mình. Quang Minh là lần triển lãm thứ 2, còn Linh Chi đã tham gia 3 triển lãm rồi. Thì qua mỗi triển lãm thì cái nét vẽ của các bạn ấy nó trưởng thành hơn, tức là nó sử dụng màu rồi là nét vẽ nó cứng cáp hơn. Đối với tôi thì thế hệ nối tiếp rất là đặc biệt, bởi vì chính các em đã lựa chọn đi theo hội họa là một con đường không phải dễ dàng. Tôi nhận thấy rằng các em có một tình yêu đối với hội họa rất là mãnh liệt. Mình coi các bạn là đồng nghiệp và mình hướng các em tới sự phát triển cá nhân. Mỗi em một phong cách, một cái tính chất riêng biệt của em đó. Ngoài 15 bức tranh của Linh Chi và 11 bức của Quang Minh, các họa sĩ nhí khác như Trần Khánh Linh, 15 tuổi, Châu Anh, du học sinh lớp 10 tại một trường ở Vương quốc Anh, cũng góp mặt trong triển lãm 100 năm Bùi Xuân Phái, tranh Văn Dương Thành và Thế hệ nối tiếp, đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chân dung danh họa Bùi Xuân Phái được các em thể hiện rất đẹp, có chiều sâu và có hồn. Hình ảnh phố cổ Hà Nội, nơi ông sinh ra, cũng được diễn tả sinh động với những màu sắc, khi mạnh mẽ đối lập, khi thì êm ái dịu dàng trong tranh của mình.